Alexander Pushkin, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1799, mất ngày 10 tháng 2 năm 1837. Ông là nhà thơ, nhà văn và tiểu thuyết gia người Nga, được tôn vinh là đại thi hào hay mặt trời thi ca Nga. Ông là biểu tượng của nền văn học lãng mạn Nga thế kỷ 19. Pushkin sinh ra trong giới quý tộc Nga ở Moscow. Ông xuất bản tập thơ đầu tiên năm 15 tuổi và được giới văn học công nhận rộng rãi. Sau khi tốt nghiệp, ông đã có những bài thơ gây tranh cãi, dẫn đến việc bị hoàng đế Alexander đệ nhất lưu đày. Trong khi bị cảnh sát chính trị của hoàng đế giám sát chặt chẽ, Pushkin đã viết vở kịch nổi tiếng nhất của mình, Boris Godunov, nhà trị vì Nga và tư cách sa hoàng và lối thống khổ của xứ Moscow. Ông bị trọng thương và qua đời bởi cuộc đấu súng tay đôi với một tên sĩ quan người Pháp, được cho là nhân tình của vợ ông. Đại thi hào Pushkin và những câu nói nổi tiếng. Thà những ảo tưởng tôn vinh chúng ta còn hơn 10.000 sự thật. Không sợ bị xúc phạm, không yêu cầu vương quyền, tiếp nhận một cách thờ ơ cả những lời su lịch và vu khống, và không tranh cãi với kẻ ngu. Đâu đó giữa lối ám ảnh và sự ép buộc là sự bốc đồng. Thà mơ cả ngàn giấc mơ chưa từng có, hơn là chưa bao giờ mơ. Tôi đã sống để chôn vùi những ham muốn của mình, và thấy những giấc mơ của mình bị rỉ sét. Giờ chỉ còn lại ngọn lửa vô ích, đốt cháy trái tim trống rỗng của tôi thành cát bụi. Đừng buồn, đừng giận nếu cuộc đời lừa dối bạn. Hãy chấp nhận nỗi đau buồn của bạn. Thời điểm dành cho niềm vui của bạn sẽ đến. Với phụ nữ, chúng ta càng ít yêu họ thì họ lại càng dễ bị cuốn theo ta. Một sự lừa dối tốt đẹp còn đáng quý hơn một loạt sự thật thấp kém. Tình yêu đơn phương không phải là sự sỉ nhục với một người đàn ông, mà là để nâng giá trị của anh ta. Những câu châm ngôn đạo đức hữu ích một cách đáng ngạc nhiên trong trường hợp chúng ta không thể nghĩ ra điều gì khác để biện minh cho hành động của mình. Cả cuộc đời tôi đã được cam kết cho cuộc gặp gỡ này với bạn.
video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy like và subscribe kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo. Mong nhận được sự đóng góp của các bạn ở cuối video.